Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, thời gian giãn cách xã hội kéo dài khiến cho nhiều người dân gặp vất vả trong cuộc sống. Nhận biết được điều đó, chiều ngày 12 tháng 9, Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng nhiều phần quà đến cho người dân khó khăn trên địa bàn quận 8. Tại đây, chùa Vạn Liên kết hợp cùng Ban trị sự Phật giáo quận 8 và Hội chữ thập đỏ quận đã trao tặng 600 suất quà đến cho bà con khó khăn tại phường 12, phường 1 và các hộ nghèo ven bờ sông Kênh Sáng. Mỗi suất quà bao gồm 5 kg gạo, 2 kg rau củ quả, đường, nước tương và một số nhu yếu phẩm nhằm san sẻ phần nào gánh nặng cuộc sống, vơi bớt chút khó nhọc cho bà con trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Tại các nơi trao tặng, Thượng tọa Thích Lệ Quang cũng gửi lời chúc sức khỏe và động viên bà con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để chung tay đồng lòng cùng nhà nước, chính phủ sớm đẩy lùi dịch bệnh. Có thể thấy rằng những hoạt động thấm đẫm tình người từ chùa Vạn Liên và các tự viện trên khắp cả nước trong thời gian qua đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái vì cộng đồng, tinh thần từ bi, vị tha, cứu khổ ban vui của người con Phật. Nhất là trong giai đoạn khó khăn, những giá trị cao đẹp ấy càng nhân lên gấp bội. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chính vì lẽ đó mà mỗi phần gạo, gói mì hay một bó rau được trao tặng, tuy giá trị không lớn về vật chất, nhưng người trao đi và người nhận được đều nở một nụ cười thật hạnh phúc.